Pháp luật hôm nay sẽ tiếp nối chương trình với các thông tin liên quan đến pháp luật mà người dân cần biết. Thưa quý vị, tại hội nghị thường trực chính phủ làm việc với các ngân hàng thương mại cổ phần diễn ra vào chiều qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu hệ thống ngân hàng thực hiện các giải pháp góp phần phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu hệ thống ngân hàng thực hiện 6 giảm, gồm giảm lãi suất cho vay ở mức hợp lý, giảm chi phí giao dịch hoạt động, giảm thủ tục hành chính, giảm phiền hà sách nhiễu, giảm tiêu cực lợi ích nhóm, sân sâu và giảm nợ xấu. Cùng với đó là tăng năng lực tổ chức tín dụng ngân hàng, trong đó có các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tăng khả năng tiếp cận và hấp thụ tín dụng, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các động lực tăng trưởng truyền thống và các động lực tăng trưởng mới, tăng cường tháo gỡ vướng mắc pháp lý và chất lượng tín dụng, tăng công khai minh bạch về lãi suất huy động, cho vay và chống tín dụng đen, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, đạt mục tiêu định hướng 15% đã đề ra, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế.